quay luôn. Đây là hai đội đầu hạng 3 nha mọi người. Đội hạng nhì là ngân hàng Sacombank nha mọi người. Ngân hàng Sacombank gần hạng nhì nha. Đội chủ nhà giành giải nhất. Xin chúc mừng đội chủ nhà. Cô Nương kìa, cô Nương. Rồi, chúc mừng. Tất cả các đội lên chụp hình đi. Điểm vô. Rồi mọi người nhìn cái máy đi. Rồi mọi người đổi kiểu đi. Đổi kiểu đi. Quá nhiều rồi. Oh no. Rồi ok.